Xin chào cô chú anh chị, hiện tại mình đang làm video ở Melbourne, Úc Châu. Hôm nay thì mình sẽ kể cho cô chú nghe một câu chuyện về bố đường, ok, sugar daddy là sugar baby đó. Thì cái chuyện này nó xảy ra như thế nào? Đây cũng là một cái câu chuyện mà để mình biết và để mình cảnh giác cô chú anh chị ha, cảnh giác cho những cái chuyện mà sugar nọ đó. Thì cái anh này á là ảnh chat ở trên mạng, dạ, thì bây giờ hiện tại bây giờ đó cái chuyện mà sugar daddy, sugar baby nó rất là nhiều ha, và hẹn hò cũng là trực tuyến, dạ, cũng là online nè, hẹn hò cũng online, nói chung là cái gì cũng online hết, thì kiếm sugar daddy cũng không ngoại lệ, nó cũng là online. Mặc dù là online là ảo đó, nhưng mà những cái chuyện mà nó xảy ra là thật, cô chú anh chị ha. Thì cái người bố đường ha, là sugar baby daddy nè, thì đã hẹn hò với lại những người đàn bà và những người con gái đó, và đã làm cái chuyện tào lao và tầm bậy tầm bạ với lại 13 người. Ok, cái này là tội hơi nặng thôi chứ anh chị, rồi tội quá nặng luôn á. Thì cái này nó sẽ đi vô gỡ lịch. Ok, rồi mình sẽ đọc cái tin này cho cô chú anh chị nghe. Một người sugar daddy ở Perth à, là đã tự quay cái cảnh mà mình lạm dụng những người phụ nữ bất tỉnh, có nghĩa là đợi cho thuốc cho người ta ngay ngất rồi đó, ngất ngay rồi đó, thì anh này anh mới quay phim lại đó, còn cái hành động rất là không bình thường ha, và đã thực hiện hàng chục cái tội đồi trụy, cái tầm bậy tầm bạ đó, dạ, trong những cái chuyện mà hấp diêm hẹn hò tồi tệ nhất ở Tây Úc, nhà ở nước Úc mình đó. Adam Charles Lutz là 45 tuổi thì đã phải ra hầu tòa với hầu tòa của quận ha, với 100 cái cáo buộc liên quan đến việc chuốc thuốc và tấn công bậy bạ và với 13 người phụ nữ. Wow, 13 người phụ nữ ghê quá. Hôm nay thì bồi thẩm đoàn đã kết tội là 97 tội, ok, 97 tội danh, trong đó là có cái tội hấp diêm 12 nạn nhân từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022. Anh này á là rất là bệnh hoạn của chú anh chị, giống như là cho người ta xỉn rồi đó, xong rồi ảnh sẽ làm những chuyện bậy bạ mà ảnh còn quay phim lại nữa, quay phim ghê quá giống vậy. Các cuộc tấn công thường liên quan đến các hành vi tình dục, dạ, cực đoan và đồi trụy, đã tình dục cực đoan đó, dạ, đồi trụy. Nhiều hành vi trong số đó được ghi lại trong các video cực kỳ ghê rợn, giống như là thuốc cho người ta xỉn đó, dạ, xong rồi hoặc là giống như không biết gì hết đó, và bắt đầu làm những cái chuyện rất là cực đoan, đồi trụy, dạ. Nạn nhân trẻ tuổi nhất thì mới có 16 thôi, dạ, 16 thì, và giống như những nạn nhân khác thì cô gặp Lutz là cái anh này thông qua một cái trang web hẹn hò bố nuôi, dạ, bố nuôi là bố đường đó, bố đường là sugar daddy. Trong một bản ghi âm thì cô được nhìn thấy là đang cầu xin Lutz dừng lại và thương xót, gọi là chắc là làm cái thuốc này, cái thuốc gì đó, dạ, gọi là thuốc lắc thuốc mà để cho người ta không còn biết cái gì nữa hết. Rồi bắt đầu là cái này là cô được nhìn thấy là đang cầu xin Lutz, giống như là có một cái đoạn ghi âm. Cái cô này 16 tuổi ha, thì cổ đang quỳ xuống van xin anh này một cách thương xót. Trời ơi, nghe thấy quải quá. Dạ, nghe thấy cái người này rất là thú tính luôn á nha. Các công tố viên thì cáo buộc rằng các video khác cho thấy là người phụ nữ này hoàn toàn là bất tỉnh, không hề biết mình đã bị hấp diêm cho đến khi cảnh sát có các bản ghi âm đồi trụy này. Lutz thì phủ nhận cái việc mà đã chuốc thuốc người ta, dạ, những người phụ nữ, và khẳng định là họ có ý thức và tự nguyện, dạ, tự nguyện kiểu kỳ tham gia vào các cuộc mà vậy nè đó. Thì cái này á là nói chung là cái này là online của chú anh chị đó, nó là ảo ha, mình kiếm người nhưng mà nó ra ngoài là nó là một, giống như nó không phải là bố đường nữa mà nó là bố muối, ok, mặn chát. Thay vì bố đường thì nó dễ thương vậy, nhưng mà cái này là quá mặn chát luôn á vậy.
Thì cái anh này nói chung là đã bị buộc tội rồi. Theo mình á thì anh này chỉ là một trong những người thôi, tại vì có rất là nhiều người cái họ có cái tâm trí rất là bệnh hoạn của cô chú anh chị, nên thành ra khi mà đây chỉ là một người mà được phát hiện thôi, và còn những nhiều khác nữa. Có thể những người nạn nhân á họ là phụ nữ, họ cũng ngại nói ra vậy, mặc dù là mặc dù là xứ này xứ phương Tây, nhưng mà họ là phụ nữ họ vẫn ngại cái chuyện đó. Vì cái anh này thì có một cái tâm trí quá là bệnh hoạn đi, thành ra là mới có những cái hành động như thế này. Khi mà hẹn hò mà ở ngoài online nó, cô chú anh chị, cái người đó mình đâu biết là ai đâu, người lần đầu tiên vậy mà, thí dụ mà đi uống nước nọ bị chuốc thuốc và bị giống như là bị gài gài thuốc đó, thì nhiều lúc họ có những cái chất hóa học á mà họ bỏ vô có thể là làm cho mình cái cơ thể mình nó thay đổi đó, thì cái đó là phải cẩn thận khi ra ngoài đường á mà đi uống nước mà với người lạ đó, đừng bao giờ mà để ly nước mình với cái người đó, phải tập trung nha, phải tập trung nhìn cái ly nước của mình để em thôi, nhiều lúc người ta bỏ cái thuốc gì đó vô mình đâu biết đâu. Thì nếu trong trường hợp này thì anh này anh nói là anh không có, nhưng mà biết phải có hay không, nếu mà không có thì làm sao mà hấp diêm được 13 người lận, mà trong tình trạng bất tỉnh thì người ta phát hiện được là trong tình trạng bất tỉnh đó. Ở đây ở nước Úc á, thì khi mà mình phát tán, mình quay cái cảnh và xong rồi đó mình phát tán ra thì đó là vẫn là cái tội, và cái đó gọi là cái online mà giống như là mình ăn hiếp online đó, và mình đưa những cái hình của người ta đó, thì cái đó là tội của chú anh chị ha. Nhiều lúc mình nghĩ là cái này chắc là chắc không sao đâu, dạ mình bỏ lên cho bỏ ghét giống vậy đó, tại vì họ phát tán ra thì lỗi là lỗi của họ, họ phải chịu tội trước pháp luật về cái chuyện đó nha. Thì đây là cái chuyện mà mình kể cho chú anh chị nghe, đó cũng là một cái cảnh giác đó của chú anh chị ha, tại vì xã hội bây giờ nó có rất là nhiều người bình thường cũng có mà không bình thường cũng có, dạ, nên là ra đường phải cẩn thận, đặc biệt là những cái mà online nhìn nó ảo, nhìn nó chắc không sao đâu, nhưng mà nó có rất là nhiều thứ bên trong nó thay đổi cả cái suy nghĩ của mình. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video, và có ý kiến gì thì comment ở dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.